Xin chào quý vị, ngày hôm nay chương trình tư vấn giáo sư của chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề tại sao đường huyết ổn định mà biến chứng đái tháo đường vẫn xuất hiện. Và ngày hôm nay vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Thái Hồng Quang, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam. Xin chào giáo sư ạ. Theo nghiên cứu của chương trình phòng chống đái tháo đường quốc gia thì tính đến năm 2015, tại Việt Nam có gần 5 triệu bệnh nhân mắc đái tháo đường. Mỗi ngày thì có khoảng 150 người Việt tử vong do bệnh đái tháo đường. Con số này cao gấp 7 lần số người thiệt mạng do tai nạn giao thông. Điều đáng quan ngại ở đây là có 80% số người tử vong do đái tháo đường là vì lý do biến chứng. Vậy, do đâu, tại sao mà những người bệnh nhân bị đái tháo đường không tránh khỏi những biến chứng nguy hiểm như vậy? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này. Xin chào giáo sư có thể cho biết là bệnh đái tháo đường là căn bệnh như thế nào và tại sao nó lại được gọi là căn bệnh rối loạn chuyển hóa được không ạ? Bệnh đái tháo đường là một cái bệnh mà trước đây ấy, những 20 năm, 30 năm trước đây thì người ta gọi là bệnh đái tháo đường là cái bệnh đái ra đường. Vì có đường trong nước tiểu người ta mới gọi là đái tháo đường. Nhưng mà bây giờ quan niệm về cái đó là không đúng nữa rồi. Bây giờ tại sao nói bệnh này là bệnh rối loạn về chuyển hóa? Bản thân chất glucose là một chất hóa học. Cái sinh hóa chuyển hóa của glucose trong cơ thể, chính cái chuyển hóa của nó không đi theo một con đường tuần tự, là từ chuyển hóa glucose để đi vào một cái vòng grep để đưa vào cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nó không, khi mà đái tháo đường nồng độ glucose cao quá thì nó sinh ra những cái rối loạn về chuyển hóa ở trong cơ thể. Cái rối loạn chuyển hóa trong cơ thể đó nó làm cho cái glucose nó không đi vào con đường đó mà nó lại đi vào con đường khác, nó quay trở lại đi thành những con đường khác, ví dụ như là con đường tạo nên là cái AGE, tức là những cái sản phẩm bậc cao cuối cùng. Mà cái chất này là cái chất gây nên rất nhiều biến chứng của bệnh đái tháo đường. Hoặc đi theo con đường examin, đi theo đường vô thêm kinase, những con đường đó là những con đường không bình thường, mà chính những rối loạn này gây nên những cái rối loạn cho cơ thể. Bên cạnh đó thì ta thấy rằng là cái nồng độ, cái chất đường hay là glucose ở trong máu nó liên quan rất chặt chẽ với lại cái rối loạn chuyển hóa, với là chuyển hóa của protein là chất đạm, với lại rối loạn chuyển hóa của chất lipid, của lipid. Cho nên đấy là một cái tam giác, một cái tam giác đó nó tác động qua lại lẫn nhau. Cái rối loạn chuyển hóa glucose thường đi kèm rối loạn chuyển hóa lipid. Cho nên chúng ta thấy những bệnh nhân mà bị bệnh đái đường thường là có kèm theo là rối loạn chuyển hóa lipid. Hai cái đó nó liên kết với nhau và nó gây nên nhiều, rất nhiều những biến chứng. Xin cảm ơn giáo sư. Vậy giáo sư có thể cho biết là người bệnh bị đái tháo đường có thể gặp những cái biến chứng như thế nào và cơ chế sinh ra những biến chứng này là gì ạ? Cái bệnh nhà đái tháo đường thì cái biến chứng chủ yếu là biến chứng về tim mạch. Trong tim mạch ấy, thì có hai cái bệnh gọi là bệnh mạch máu ở bệnh nhân đái tháo đường ấy, thì mạch máu nhỏ và mạch máu lớn. Bây giờ tôi cứ đi dần từng cái một thì các thính giả, khán giả sẽ biết là chúng ta theo cái tỷ lệ hay gặp đó là về mạch máu. Bây giờ ở dưới cái chi dưới này thì vì cái vữa sơ động mạch cho nên nó gây hẹp và tắc cái động mạch chi dưới. Hẹp tắc động mạch chi dưới, bệnh nhân khởi đầu thường có những triệu chứng là đau, người ta gọi là đau cách hồi. Đau cách hồi có nghĩa là bệnh nhân đang đi đấy, đau quá không đi được thì ngồi một lúc, ngồi một lúc sau thì phục hồi lại cái tuần hoàn, bệnh nhân đứng lên lại có thể đi lại được. Nhưng đi lại được một quãng thì nó lại gây nên không tưới máu được, nó hẹp, không tưới máu được cho chi dưới. Bệnh nhân đau lại phải ngồi xuống, người ta gọi triệu chứng đó là triệu chứng đau cách hồi. Cho nên đấy là một triệu chứng. Và nếu mà không được cẩn thận, không được về điều trị hoặc là săn sóc, chẩn đoán sớm, thì có khi đấy là nguyên nhân gây đến hoại tử chi dưới và phải cắt cụt chi. Người ta gọi là cắt cụt chi mà không do chấn thương. Cái đó là do bệnh đái tháo đường. Tất nhiên cái bệnh chi dưới này, bệnh
bàn chân, do là chân động mạch do phía dưới này, thì nó còn kèm theo cái yếu tố về thần kinh. Ý là tôi sẽ nói hai cái bệnh lý và thần kinh và bệnh lý có mạch máu gây nên một cái bệnh lý về chi dưới, đặc biệt là bàn chân của chi dưới, mà có thể gây nên một cái tình trạng tức là phải cắt cụt chi mà không có lấy cho được, không có cho chấn thương. Đấy là nói về bệnh mạch máu lớn. Mạch máu nhỏ thì đầu tiên ta phải nói là biến chứng về thận. Bệnh thận gây nên một cái gọi là bệnh thận mãn tính do đái tháo đường. Bệnh thận mãn tính do đái tháo đường càng ngày càng gặp nhiều và chiếm một tỷ lệ khá cao trong biến chứng bệnh đái tháo đường. Nó là gánh nặng cho gia đình, cho xã hội, cho bệnh nhân, rất là kinh tế phải chi vào rất nhiều. Người ta thấy rằng bây giờ không phải là ở các nước nữa, mà ngay ở Hà Nội chúng ta thôi, cái tỷ lệ mà cái người bị bệnh thận mãn tính phải chạy thận nhân tạo, ta chưa nói là ghép thận, mà chạy thận nhân tạo, thì 50% những người chạy thận nhân tạo đó là những người bị bệnh đái tháo đường. Còn 50% là những nguyên nhân khác. Thì như vậy thì nó gây nên một cái biến chứng của thận do đái tháo đường. Đây là một biến chứng tương đối cũng là phức tạp. Một cái bệnh nữa là mạch máu nhỏ là gì? Đó là bệnh về mắt. Nó làm cho các cái bệnh, cái động mạch võng mạc mắt ấy, bị thoái hóa, bị tắc nghẽn, gây nên một cái bệnh cảnh mù lòa. Mù lòa người ta gọi là nguyên nhân mù do đái tháo đường. Tất nhiên biến chứng của mắt do đái tháo đường không chỉ có bệnh võng mạc mắt, mà có thể do đục thủy tinh thể, những cái chuyện đó là rồi thì viêm kết mạc vân vân. Nhưng mà cái cốt lõi nhất đó là biến chứng của võng mạc và bệnh nhân mù vì võng mạc mắt. Vì cái tỷ lệ mù ấy, do nguyên nhân mù, nói chung các nguyên nhân mù, thì anh đái tháo đường này anh cũng chiếm đến 30-40% những người nguyên nhân mù trên các nước nói chung, ở Việt Nam nói riêng. Cho nên đây là những biến chứng, và thưa với các ông các bạn, cái đó nó tiến triển tiến thì từ từ, chúng ta không biết được là nhốt như thế nào. Đấy. Khi mà đến bác sĩ người ta mới làm xét nghiệm, người ta điều xét nghiệm thì chúng ta người ta mình biết được đó là biến chứng. Một cái biến chứng nữa là mạch máu nhỏ là biến chứng thần kinh. Biến chứng thần kinh mạch máu nhỏ, mạch máu lớn thì gây nhồi máu cơ tim này, đúng không? Rồi gây biến chứng về cắt cụt chi này, tắc mạch máu não này. Biến chứng mạch máu nhỏ của thần kinh là biến chứng những cái mạch máu mà nuôi cái sợi dây thần kinh đó. Nó phải có phải cái thần kinh, cái sợi thần kinh phải có cái người cung cấp máu cho nó chứ, có anh cung cấp máu cho nó chứ. Bây giờ không có anh cung cấp máu cho nó thì gây nên những cái biến chứng ở trên thần kinh. Tôi lấy ví dụ như cái dây điện của chúng ta có cái vỏ bên ngoài, trong cái lõi hai cái dây điện nó chạy ra dương âm chạy ra ngoài, nó có một cái lõi, ngoài có một cái vỏ. Thế bây giờ bị bệnh đái tháo đường, những cái vỏ này nó bị tổn thương. Cái vỏ này nó bị tổn thương, nó trật khắc cái lõi bên trong, cái dây thần kinh chạy bên trong, như thế nó sẽ gây những cái biến chứng đau rát bỏng không chịu được. Đấy, ví dụ như bệnh nhân nằm, cái này thường là xuất hiện về đêm nhiều hơn, bệnh nhân nằm có cái bỏng rát ở bên đùi, và ví dụ như là có cái gì đụng vào cái là đụng vào rất nhẹ nhưng là rất đau. Ví dụ đang nằm cái là ta kéo cái vải dày giường cái bệnh nhân cũng thấy đau, nghĩa là những kích thích rất nhỏ nhưng cái đáp ứng đau rất là lớn. Cái đó ví dụ như vậy. Thì khi mà bệnh lý thần kinh đó nó gây nên, nó kết hợp với tổn thương mạch máu nữa, nhất là ở chi dưới, sẽ gây những biến chứng rất là nguy hiểm cho cái chân. Cũng phải nhớ này, cũng phải nhớ là những cái biến chứng này, ví dụ như biến chứng thận chẳng hạn nhé, biến chứng thận cũng như là biến chứng thần kinh chẳng hạn, khi mà bệnh nhân mới được đến chẩn đoán lần đầu, nhất là người Việt Nam chúng ta chẩn đoán muộn, đến 56% bệnh nhân đái tháo đường không được chẩn đoán. Đến khi đến được chẩn đoán rồi, chính cái thời điểm được chẩn đoán đó đã có biến chứng. Đã có 50% đã có biến chứng. Biến chứng đó là gì? Thứ nhất là võng mạc mắt. Thứ hai là biến chứng về thận. Thứ ba là những rối loạn về tim mạch. Cho nên tăng huyết áp, rối loạn lipid vân vân. Những người đó, cho nên người ta nói là nếu bệnh nhân đái tháo đường type 2 mà đến khám
thì 50% đã có biến chứng. Cho nên anh phải kiểm soát cho bệnh nhân tất cả các biến chứng nếu có thể có điều kiện. Thưa giáo sư, trong số các biến chứng đái tháo đường thì giáo sư có thể cho biết là biến chứng nào là nguy hiểm nhất, biến chứng nào là dai dẳng nhất và biến chứng nào là điều trị tốn kém và khó khăn nhất được không ạ? Và nguy hiểm thì cái nguy hiểm nhất ý là cái biến chứng tim mạch và nhồi máu cơ tim. Đái tháo đường gây nên vữa xơ động mạch, làm cho hẹp các động mạch vành của tim. Và khi hẹp động mạch vành của tim gây nên những ổ nhồi máu cơ tim, gây nên những cái vữa xơ, mảng vữa xơ trong mạch vành của tim, làm hẹp động mạch của tim và gây nên một cái cơn ở nhồi máu cơ tim. Đấy là một biến chứng mà có thể nói rằng là rất nguy hiểm, bệnh nhân có thể chết ngay nếu không được cấp cứu. Trước đây thì cái nhồi máu cơ tim ít gặp, nhưng bây giờ thì gặp quá nhiều nhồi máu cơ tim. Và trong đó cái nguyên nhân hàng đầu là bệnh đái tháo đường. Cho nên bệnh đái tháo đường với bệnh tim mạch là đi kèm với nhau. Hai cái chuyên khoa đó bây giờ nó liên kết với nhau như hình với bóng. Các cuộc hội thảo ở Hà Nội mà chúng tôi tổ chức thì bao giờ cũng là tim và mạch và đái đường đi với nhau, nó liên quan với nhiều vấn đề lắm. Thứ hai ấy là biến chứng về đột quỵ. Đột quỵ tức là cái bệnh tai biến mạch máu não, có thể là nhồi máu não, có thể là xuất huyết não. Đấy, hai cái đó nó xuất hiện cũng là do đái tháo đường gây nên những cái vữa xơ động mạch ở trong động mạch não, làm cho nhồi máu ở trong não, gây nên liệt nửa người. Và nếu là có tăng huyết áp thì tăng huyết áp nếu mà tăng quá mức sẽ gây nên xuất huyết não. Như vậy thì ở bệnh nhân đái tháo đường có thể gặp hoặc là nhồi máu não hoặc là xuất huyết não đều có thể gặp, đó là về não, gây nên liệt nửa người, thành một cái vi chứng rất là khổ cho bệnh nhân và gia đình, liệt nửa người phục hồi rất là khó khăn. Xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, biến chứng bàn chân có thể coi là vòng xoáy bệnh lý của biến chứng thần kinh, biến chứng mạch máu và nhiễm trùng. Giáo sư có thể làm rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Thứ nhất là nó hạn chế cái dòng máu. Thứ hai là nó tạo nên những cái mảng vữa xơ gây tắc cái mạch, gây tắc mạch máu. Thì nếu mà cái đó gọi là biến chứng mạch máu, lúc đó là có cái triệu chứng của gì? Đau cách hồi. Tức là đi một đoạn là phải ngồi, đi một đoạn là phải ngồi để chờ cái động mạch này nó tưới được, phục hồi lại thì lúc đó mới có thể đi được. Và nếu mà nó tắc hoàn toàn thì nếu mà chúng ta không thông, bây giờ cái kỹ thuật bây giờ là rất là tiên tiến, chúng ta đặt stent ở tim được thì chúng ta cũng đặt stent ở các động mạch ngoài đi được. Nghĩa là chúng ta chụp động mạch và thấy đâu tắc, chúng ta sẽ đặt stent thông cái chỗ đó để cho lưu thông. Cái đó là một biện pháp bây giờ chúng ta làm được. Nhưng mà nếu chúng ta không làm được hoặc là không thể nào đặt stent, tắc hết rồi, thì chúng ta có thể bắt cầu nối mạch từ dưới này đi qua cái chỗ tắc đó, nối bắt cầu để phục hồi lại tuần hoàn. Nếu không được nữa thôi cắt cụt chi đó, người ta gọi là cắt cụt chi do đái tháo đường. Còn cái biến chứng thần kinh là cái biến chứng thường hay đi kèm với biến chứng của mạch máu. Hai cái này đi kèm với nhau thì làm cho cái rối loạn chức năng của mạch máu và rối loạn cái chức năng của các bộ phận mà thần kinh mạch máu nó chi phối càng rối loạn nhiều hơn. Nếu mà một cái biến chứng mạch máu thì thường gây nên những cái hoại tử. Những cái hoại tử này thường là hoại tử, người ta gọi là hoại tử ướt, nghĩa là cái vết thương nó không khô, vết thương nó chảy dì, nó rất nhiều dịch xuất tiết, rất dễ bị nhiễm khuẩn. Nhưng nếu có yếu tố thần kinh còn nữa thì nếu chỉ có thần kinh không thôi thì thường nó gây nên một cái hoại tử khô, nghĩa là nó có thể là cái chi đó bị hoại tử nhưng mà không tiết dịch nhiều,
Nhưng mà phải nói là không bao giờ nó đi một mình. Bao giờ nó cũng phải thần kinh và mạch máu đi kèm với nhau. Xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, thực tế nhiều trường hợp đường huyết rất ổn định nhưng biến chứng vẫn xảy ra. Phải chăng là hạ đường huyết chưa đủ để có thể ngăn chặn biến chứng? Vậy thì bên cạnh việc luôn luôn kiểm soát đường huyết thì bệnh nhân phải có những biện pháp như thế nào để kiểm soát được biến chứng ạ? Nhắc một điều, không phải chỉ có kiểm soát glucose đơn thuần mà thôi, mà phải kiểm soát đa yếu tố. Cái này có thể nói rằng là y học thế giới nó trải qua những cái giai đoạn nghiên cứu rất là hay. Đầu tiên người ta nghiên cứu bây giờ phải can thiệp vào nồng độ glucose trong máu. Mà can thiệp nồng độ glucose trong máu tức là kiểm soát cái HbA1c để xem cái HbA1c nó thay đổi thế nào. Tất cả những công trình dựa vào HbA1c đó, như tôi nói ban đầu, nó chỉ kiểm soát được glucose trong máu, kiểm soát được cái vi mạch, không kiểm soát được các cái biến chứng mạch máu lớn, tim mạch, động mạch được. Nhưng về sau, từ năm 2007 đến nay, nó đã chuyển hướng. Ngoài kiểm soát đường máu, phải kiểm soát kết cục, người ta gọi là cái outcome, cái kết cục về tim mạch. Cho nên nghiên cứu về cái đó. Thì bây giờ tất cả các cái thuốc ở trên thế giới bây giờ chữa bệnh đái tháo đường hoặc là thuốc uống hoặc là thuốc tiêm đều phải nghiên cứu để kết cục tim mạch. Thì như thế thì mới có cái đường hướng để đề phòng cho bệnh nhân về các biến chứng. Như vậy thì chúng ta bệnh nhân cũng không phải lo. Chúng ta biết là nó diễn tiến như vậy thì chúng ta biết kiểm soát nó. Biết kiểm soát nó thì chúng ta sẽ khắc phục được, chứ không phải là chúng ta bảo như thế thì tôi không biết làm thế nào, không phải. Chúng ta biết làm, chúng ta biết kiểm soát, chúng ta biết kiềm chế nó thì đã được. Nhưng mà phải nói một điều, ngoài uống thuốc thì cái chế độ ăn của người bệnh hết sức quan trọng. Bệnh nhân đái tháo đường nếu không kiểm soát được chế độ ăn thì coi như là chưa đạt yêu cầu. Vì thành công của cái thuốc men chỉ độ 50% thôi. Nhưng mà nếu người bệnh tuân thủ chế độ ăn và người bệnh cố gắng tập luyện một cách thích hợp, nó cải thiện được tình hình rất tốt. Cải thiện tình hình rất tốt. Cho nên chế độ ăn là một việc hết sức quan trọng. Người đái tháo đường tiếp 1, người đái tháo đường tiếp 2, người mới bị hay là người bị đã lâu, chế độ ăn vẫn là số 1. Cho nên trong cái khuyến cáo của thế giới, các cái guideline, câu đầu tiên là điều trị chế độ ăn và luyện tập thể dục. Sau 3 tháng không có hiệu quả, bắt đầu mới can thiệp thuốc. Cái đó là người ta đã nói, người ta muốn nhấn mạnh về cái vai trò của ăn uống. Cho nên những người bệnh nhân nào đái tháo đường mà không tuân thủ chế độ ăn, không tuân thủ một cái sinh hoạt lành mạnh trong ăn uống và cuộc sống, rất khó kiểm soát. Và biến chứng dứt khoát và sẽ đến rất sớm. Và nếu đã có biến chứng rồi thì sẽ phát triển rất nhanh. Thưa giáo sư, sau mỗi dịp Tết, khoa đái tháo đường ở các bệnh viện thường bị quá tải do thêm rất là nhiều bệnh nhân nhập viện vì đường huyết tăng cao hoặc là biến chứng nặng thêm. Vậy thì trong không khí Tết Nguyên đán 2018 đang đến rất là gần rồi, giáo sư có thể chia sẻ một khuyên để các bệnh nhân đái tháo đường kiểm soát tốt đường huyết và biến chứng của căn bệnh này gây ra được không ạ? Về nguyên tắc mà nói ấy, bệnh đái tháo đường không phải không được uống rượu. Bệnh đái tháo đường có thể uống được rượu. Tốt nhất là rượu vang. Rượu vang, vang đỏ. Cái rượu vang đó có thể uống được là độ một cái ly to, một cốc to, 60 là 100 ml. Anh uống, anh nhấp cho người ta đi chúc ly, cụng ly, cụng ly người ta. Đấy. Còn bia, anh uống được một lon, tức 333 ml. Cái này tôi đã khuyên thật là chúng ta phải tự kiềm chế với mình.
Còn ăn cũng thế thôi. Mình chọn những thức nào ăn mà bớt cái tinh bột đi. Bớt tinh bột. À. Và hoa quả cũng vậy. Mình chọn những loại ăn nào mà không có nồng độ cao ở trong trong cái hoa quả đó thì nó có thể thoải mái thôi. Bây giờ thanh long chẳng hạn, bưởi ra cái gì? Da xanh à? Bưởi da xanh chẳng hạn, những chuyện đó mình có thể ăn được. Thanh long rồi cam chút chút tí, rồi quả táo không ngọt, quả táo xanh vẫn được. Tôi nghĩ rằng là không phải chúng ta không có cái để mà thay thế hoặc là khắc phục cái chuyện lúc ăn uống trong mấy ngày Tết. Cho nên là tôi nghĩ là khuyên các ông các bà, khuyên khán giả mà ngày Tết này nhất ấy, thì bị đái tháo đường là chúng ta cố kiềm chế, chúng ta vui vẻ, nhưng mà chúng ta phải biết là nếu chúng ta mà cứ thoải mái thì hậu quả về sau ngày Tết là lại không thoải mái được. Đấy, cho nên đấy tôi chỉ khuyên như vậy thôi. Xin cảm ơn giáo sư. Kính thưa quý khán giả, chương trình tư vấn giáo sư của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hy vọng qua chương trình, quý vị có thể hiểu rõ hơn về các biến chứng của bệnh đái tháo đường, cũng như là cách phòng ngừa và kiểm soát biến chứng hiệu quả. Mọi thắc mắc về bệnh đái tháo đường, quý vị vui lòng gọi hotline 0962 326 300 để được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.